Người mù này có một thính giác cực kỳ nhạy, chỉ cần nghe tiếng xúc xắc là biết kết quả. Nhờ vậy thắng được rất nhiều vàng của sòng bài. Tên quản lý thấy vậy đuổi nhân viên đi. Hắn muốn chơi với anh một ván cực lớn, nếu thắng thì ăn gấp đôi, còn nếu thua thì phải để hai cánh tay ở lại. Người mù lập tức đồng ý. Khi mở ra người mù đã thắng, tên quản lý lại lừa rằng cậu đã thua rồi. Người mù tự tin mình thắng nên đổ hộp xúc xắc ra. Tên quản bị thua liền lật lọng ra lệnh giết người. Đúng lúc này thì chủ sòng bài đã đến. Làm ăn như vậy thì còn ai dám đến chơi bài. Hắn xin lỗi người mù và gạ chơi thêm một ván với ông. Nhưng người mù không chơi mà ôm vàng đi hết. Trên đường anh bị sát thủ của sòng bạc cản lại. Bất kể người thắng bao nhiêu, đem đi được mới là tiền của ngươi. Người mù từ tốn đặt kiếm xuống. Rất nhanh hai bên xảy ra đại chiến long trời. Nhưng chủ sòng bài mãi mãi không bao giờ hiểu được. Người mù này lại là đại tuyệt thế cao thủ võ công. Rất nhanh cả đám đã bị hạ gục. Người mù này là Tiêu Phong. Vì để có tiền chữa mắt, anh ta làm nghề thợ săn tiền thưởng, chuyên bắt phạm nhân truy nã đổi lấy tiền từ triều đình. Hôm nay trên đường về vô tình đi ngang qua một đám cưới, thấy mùi rượu thơm, anh ta tưởng quán rượu tiến vào, còn kêu cô dâu mau đổ đầy bình cho ta. Đến khi biết là tiệc cưới, người mù liền bỏ đi về. Nhưng cô dâu A Linh tốt bụng mời chàng ở lại. Người mù cũng không muốn lợi dụng, anh lấy một ít đồng từ trong túi đập lên bàn. Số tiền này coi như tiền mừng của ta đi. Rất nhanh chú rể cùng mọi người đã tới tiệc rượu. Người mù cũng vui vẻ ngồi uống rượu ở đây. Đột nhiên một vị khách hung dữ tới tiệc rượu. Người vừa tới là anh trai khét tiếng của cô dâu. Huynh trưởng, từ nay về sau A Linh giao cho đệ nhé. Ta ở bên ngoài ta giết người không chớp mắt. Nếu sau này dám bắt nạt em gái ta thì liệu hồn. Em rể nghe xong suýt quái ra máu. Mọi người ở tiệc rượu cũng vì thế mà sợ hãi bỏ về. Nhưng tên đại ca nhận ra có một người chưa đi. Ngươi là kẻ nào? Sao mọi người đều sợ ta rời đi mà người dám ở lại? Chỉ một màn này đã khiến huynh trưởng sợ hãi. Hắn ta biết rõ không nên dây vào cao thủ võ công này. Vì đã uống khá say, người mù lặng lẽ ngồi ở chuồng ngựa ngủ một mạch tới tối. Ban đêm tiếng sấm khiến anh ta tỉnh lại. Người mù nhạy bén ngửi thấy mùi máu tanh trong không khí. Anh vội mò mẫm ra sân, đi chưa tới hai bước thấy có người nằm dưới đất. Người mù bắt mạch biết nạn nhân vừa chết rồi. Người chết chính là anh trai ngang ngược của cô dâu. Nhận ra ở đây vừa xảy ra rất nhiều án mạng. Người mù vào nhà phát hiện cô dâu vẫn còn sống. Hóa ra buổi chiều lúc người mù ngủ, chủ sòng bài tới đây. Hắn muốn bắt cô dâu về làm vợ lẽ cho chủ. Anh trai cầu xin chủ là Vũ Văn tha cho em gái mình. Tôi sẽ tuyệt đối giữ bí mật mọi chuyện. Chỉ có người chết mới không nói gì. Rất nhanh thuộc hạ ra tay tàn sát tất cả. Chú rể lao tới đỡ một đao chí mạng để bảo vệ cô dâu. Anh trai thấy vậy cầm ghế vỗ hết sức phản kháng. Nhưng một mình anh sao có thể đấu với đám sát thủ. Tuy huynh trưởng chiếm ưu thế lúc đầu, nhưng Vũ Văn ra lệnh cho một quái nhân lao đến. Kẻ bí ẩn này có võ nghệ cao cường. Hắn dùng đôi móc câu lớn lấy mạng huynh trưởng trong một nốt nhạc. Tên chủ sòng bài là cấp dưới của Vũ Văn, cũng được hắn ta cho phép lôi cô dâu vào phòng làm nhục. Sau khi làm nhục, chúng vặn gãy cổ cô. May thay cổ cô khá cứng nên vẫn chưa chết. Người mù bẻ lại khớp cổ cho cô gái. Anh rất thông cảm với những gì mà cô trải qua. Hôm sau người mù mang kẻ truy nã đến quan phủ lĩnh thưởng. Quan phủ cẩn thận xem lệnh treo thưởng và tên phạm nhân. Quả nhiên xác nhận mọi điều là đúng. Quan phủ đương nhiên phải trả tiền theo chát treo thưởng. Trước khi rời đi, người mù báo án cả nhà cô dâu vừa bị hại. Không ngờ sau khi quan phủ đến nơi, xem mũi tên hiện trường liền biết của nhà Vũ Văn để lại. Ông biết gia tộc Vũ Văn ở Lạc Dương một tay che trời. Một quan phủ nhỏ bé như ta, thật không dám đắc tội với họ. Ông ta khuyên cô dâu chuyện này cho qua thì hơn, nhưng cả nhà ta đã bị giết. Ta chỉ muốn công đạo mà thôi, lần này ta không thể trả công đạo cho cô được. Ngài không trả được vậy ta đi tìm người có thể trả. Thấy cô gái cứng đầu đòi đấu với nhà Vũ Văn, quan phủ vu hết tội lỗi cho cô ấy. Chính là cô đã tự tay giết cả nhà. Ta là quan phủ nói gì thì người ta sẽ tin cái đấy. Không phải như vậy, ngươi nhận tội sớm thì sẽ ít phải chịu đau khổ hơn. Vì sợ nhà Vũ Văn, quan phủ coi mạng người như cỏ rác. Thế nhưng trên đường áp giải cô dâu về, người mù bất ngờ lên tiếng ngăn họ lại. Ta và ngài đều biết ai là thủ phạm, tất cả không liên quan tới ngươi. Thấy quan phủ không coi lời mình nói ra gì, người mù lập tức đánh gục một tên lính phủ. Bây giờ thì mọi chuyện hay rồi, người mù căm giận nên ra tay vô cùng tàn độc. Trong chớp mắt đã gục toàn bộ mười mấy tên lính, dễ dàng cướp lại cô gái từ tên cuối cùng. Tên mù, ngươi động vào nhà Vũ Văn chỉ có chết. Nam chính mặc kệ ra hay hạ gục nốt quan phủ. Cô dâu kia không ngờ võ công của người mù giỏi như vậy, huynh lợi hại như vậy, có thể giúp ta báo thù được không? Thấy người mù nhất định không chịu, cô dâu kia đôi mắt đẫm lệ quỳ xuống. Chỉ một màn này đã khiến người mù đổi lòng. Anh ta lập tức đưa cô gái cùng mình lên thành Lạc Dương. Ở đó có vị quan to có thể giúp cô dâu thắng kiện. Tới Lạc Dương, người mù cẩn thận dặn dò A Linh, cuối chợ đông có một cái trống, đứng lên đá đánh trống sẽ có người minh oan cho cô. A Linh vô cùng cảm kích, cô tặng người mù một bình rượu rồi rời đi. Lát sau nam chính tới lầu xanh tìm Hồng Nhan Chi Kỷ, anh đưa hết cho cô 100 lượng vàng, với mong muốn cầm nương giúp anh tìm đại phu chữa mắt. Nhưng số tiền này vẫn chưa đủ. Chi Kỷ nói với người mù, 3 ngày sau sẽ có một mối làm ăn lớn. Tội phạm truy nã lần này là kẻ có thế lực nhưng bù lại thù lao rất cao. Hoàn thành vụ này là đủ tiền chữa mắt.
Nhưng chữa mắt rồi huynh muốn làm gì nhất? Tất nhiên là ngắm nhìn em. Lúc này có một người đàn ông bị thương tới tìm cô gái, nhưng những lời hắn ta nói khiến người mù cho mày. Hóa ra tên này là thuộc hạ của Vũ Văn Anh. Hôm nay khi đem sính lễ tới cho Vũ Văn Anh, đột nhiên có một cô gái xông vào. Thì ra cô dâu không nghe lời người mù đi đánh trống, mà trực tiếp đi tìm Vũ Văn Anh làm loạn. Người mù bực mình bóp chặt tay tên kia đuổi hắn đi. Thấy người mù kích động khi nghe tới cô gái báo thù, A Nương rõ ràng là cảm thấy ghen tị. Cô gái khuyên nhủ người mù đừng dây vào gia tộc Văn Anh. Người mù nói giết người thì phải đền mạng, giết một người thì phải đền mạng, nhưng giết 10 người thì không cần nữa. Đạo lý này mà huynh không hiểu sao? Người mù mặc kệ vẫn cứng đầu muốn đi cứu cô gái. Anh trước tiên tới sòng bạc của nhà Văn Anh, và kết quả là cảnh phim diễn ra như lúc đầu. Người mù dựa vào thính giác thắng hết tiền của sòng bạc. Sau đó chủ sòng cho sát thủ đuổi theo truy sát, nhưng cuối cùng lại bị người mù hạ gục tất cả. Chủ sòng bạc cũng bị người mù chế ngự, ép không từ miệng hắn ta mà biết nơi nhốt cô dâu. Người mù một mình xông tới nơi đó, mùi xác chất nồng nặc khiến mũi người mù căng thẳng. Anh đẩy cửa bước vào nhà, thì ra đây là nơi phân xác của tên quái nhân. Đột nhiên quái nhân từ trên trời lao xuống, bất thình lình tấn công người mù. Võ công của người này chắc chắn không thua nam chính. Hơn nữa hắn di chuyển cực kỳ linh hoạt, khiến người mù liên tục bị hắn đánh lén. Người mù đành uống một ngụm rượu rồi phun vào quái nhân, như vậy có thể ngửi được mùi và biết vị trí của hắn. Cuối cùng thành công đánh gục tên này, người mù bắt đầu tìm kiếm cô dâu. Dựa vào thính giác nhạy bén đã tìm ra nơi A Linh bị nhốt. Cô đã bị quái nhân hành hạ không còn hình người. Lúc này quái nhân tỉnh lại chuẩn bị đánh lén. Người mù từ từ đứng dậy nắm chặt cây kiếm trong tay. Chỉ một chiêu tốc biến đã cắt đôi cơ thể của hắn. Người mù đưa cô gái về để Cẩm Nương chăm sóc, dặn rằng khi cô gái tỉnh lại thì đưa cô rời khỏi Lạc Dương. Nhưng Cẩm Nương nói sống chết cũng muốn ở cạnh người mù. Mắt ta không chữa được đúng không? Đúng vậy, ta đã gạt huynh, ta hận không thể là một kẻ mù lòa giống huynh. Người mù nói A Linh đã chịu nhiều oan ức như vậy, ta nhất định đòi lại công đạo cho cô ấy. Trên đời này không có thứ gì gọi là công đạo chứ. Mặc kệ Cẩm Nương khuyên can, người mù vẫn kiên định. Anh ôm Chi Kỷ một lần tiễn biệt, sau đó vỗ ngựa cho cô ấy cùng Nghê Tử rời đi. Bên này tên chủ sòng bài đã tỉnh lại, nhưng cạnh hắn là người mù đang buộc dây tra tấn hắn, ép hỏi vì sao lại giết huynh trưởng và cả nhà cô dâu. Người mù kéo sợi dây khiến hắn đau thấu xương tủy. Chủ sòng bài đành khai rằng ông chủ Văn Anh muốn kiếm viên Dạ Minh Châu, huynh trưởng của cô dâu là đi đào mộ kiếm được cho hắn. Văn Anh giết hết những người đào mộ mà diệt khẩu. Người mù lại hỏi địa chỉ của nhà của Văn Anh gia tộc. Sau khi biết được vị trí, người mù làm cái thòng lòng qua cổ hắn, kéo qua chốt cửa rồi rời đi. Bên này Văn Anh tới hiện trường quái nhân đã chết, ý thức được có cao thủ đang đối đầu với mình. Từ đàn em hắn biết được, chủ sòng bài đã bị một người mù bắt đi, một tên từng được Cầm Nương khâu vết thương chỉ điểm vị trí. Văn Anh liền dẫn quân tới chỗ lầu xanh nhốt chủ sòng bài, hoàn toàn không biết nếu mở cửa thì chủ sòng bài sẽ chết. Kết quả Văn Anh tự tay kết liễu chủ sòng. Nhìn sợi dây, hắn càng biết người mù không dễ đối phó. Văn Anh lập tức ra lệnh toàn lực truy quét người mù, đồng thời cho một nhóm đuổi theo truy kích Cầm Nương. Lúc này hai người đã chạy đến một cánh rừng. Cầm Nương biết thế nào tên trùm cũng sẽ cho người truy sát, nên mới để cô dâu A Linh ở lại còn mình rời đi. Nhưng chẳng bao lâu đã có tiếng ngã ngựa, chỉ thấy con ngựa của Cầm Nương quay lại một mình. Quả nhiên Cầm Nương đã bị bắt đến trước mặt Văn Anh, trên người cô có hàng chục mũi tên găm vào. Văn Anh xoáy mũi tên ép Cầm Nương khai người mù ở đâu, nhưng Cầm Nương nói ngươi không bao giờ biết người mù giỏi đến cỡ nào. Thì ra năm trước người mù là một đại tướng quân, mỗi lần xông pha trận mạc hạ hàng ngàn kẻ địch, kiếm pháp của anh không ai có thể sánh bằng, mà Cầm Nương cũng là một phụ tá dưới trướng của anh. Người mù lúc này tìm tới phủ đại tướng quân của triều đình, kêu người bằng hữu mau hủy hôn con gái ông với Vũ Văn Anh. Vì nể tình hai người ngày xưa cùng nhau ra trận, tướng quân lập tức cho người tới gia tộc Văn Anh, ra lệnh hủy hôn đồng thời vào bố Văn Anh một cái. Ông bố cay cú vì chuyện này ra sức chút giận vào Văn Anh, nếu cưới được con gái tướng quân thì ra thế nhà họ sẽ khác. Không ngờ Văn Anh lúc này tóm gậy của bố mình, nhẫn tâm ra tay xoát hẹo luôn cả ông bố. Hôm sau các cô gái ở lầu xanh đều xôn xao nhìn xuống đường, thì ra là Văn Anh cho thả xác của Cầm Nương trôi sông. Hắn ta tổ chức đám ma cho bố, đồng thời bố trí toàn bộ sát thủ của mình về đây chờ người mù. Phía người mù được tin Cầm Nương chết thì vô cùng đau khổ. Anh rút kiếm quyết tâm báo thù với đôi mắt sắc lạnh, rất nhanh đã một mình xông đến gia tộc Văn Anh. Bên trong hắn đã bố trí hàng trăm sát thủ chờ sẵn. Văn Anh lui vào trong để việc lại cho sát thủ làm. Lũ sát thủ ồ ạt cầm kiếm xông lên, người mù cũng lập tức tả súng hữu đột, thân thủ phi phàm, mỗi đường kiếm lướt qua đều lấy mạng người. Thì ra trước đây người mù cũng từng là một đại tướng quân, cho nên mỗi đường kiếm đều vô cùng tuyệt diệu. Người mù chém nát bình rượu của mình, sau đó lại mài kiếm cho tóe lửa đốt cháy sát thủ, nhân lúc rối loạn xông lên kết liễu những kẻ còn sống. Vậy là chỉ mất 2 phút để hạ gục tất cả sân ngoài. Người mù tiếp tục mò mẫm đi vào bên trong, nơi đây yên tĩnh một cách kỳ lạ. Bất ngờ nữ sát thủ từ trần nhà lao xuống tấn công, may rằng người mù thân thủ nhanh nhẹn kịp thời đối phó. Nữ sát thủ ra tay vô cùng tàn độc, kiếm pháp của cô ta ảo diệu vô cùng, nhưng người mù với một loạt thao tác tinh xảo,
bẻ gãy tay và hoàn toàn trấn áp cô ta. Bất ngờ một mũi tên bay tới trúng chân người mù, vì không biết hướng bắn nên người mù vội lấy sát thủ che chắn. Không ngờ Vũ Văn Anh bắn tên ám sát ngương sát thủ, người mù chém đứt mũi tên ở chân, nhưng rất nhanh lại bị Vũ Văn Anh bắn thêm phát nữa. Người mù lúc này đẩy thính giác lên mức cực hạn, nghe hướng bắn đoán đường chém được mũi tên. Nhưng dù cố gắng anh vẫn bị thêm một phát. Văn Anh tưởng rằng người mù đã cạn kiệt sức lực nên chủ quan mà nhảy tới gần. Hoành hoang chuẩn bị kết liễu nam chính, quả nhiên đã rơi vào cái bẫy của người mù. Nam chính dùng kiếm phế hết tay chân của hắn, sau đó cho một đạp bay người tên này ra ngoài. Văn Anh lê lết nằm dưới tuyết đau đớn, nên nhớ một điều đừng bao giờ coi thường người mù. Nói rồi người mù đâm kiếm xuống kết liễu Văn Anh. Đúng lúc này chú ngựa thân thiết chạy tới đón, một người một ngựa lại tiếp tục hành trình đi tìm công đạo cho những kẻ yếu thế. Phim tới đây là kết thúc rồi, các bạn thấy sao thì bình luận bên dưới nhé. Bye bye.